Xin chào tất cả các bạn, mình là Thúy An, học lớp 4.7 trường Westminster Sài Gòn. Các bạn ơi, các bạn có yêu quý gia đình của mình không? Mình thì rất yêu quý gia đình của mình, trong đó có bà của mình. Bà của mình là một người phụ nữ rất đôn hậu và hiền từ tình cảm. Bà luôn hy sinh tất cả để chăm lo cho gia đình mình đấy. Ấy vậy mà có bạn nhỏ lại không thương bà của bạn ấy, ví dụ như bạn Tích Chu trong tập truyện tranh mà mình mới đọc sáng nay. Tập truyện tranh này do cô Vũ Thị Hồng biên soạn, nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Để mình đọc cho các bạn nghe nha. Ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, cậu ở với bà. Hằng ngày bà phải làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thức ăn gì ngon bà cũng để dành cho cậu bé. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người bảo: "Bà ơi, lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà." Thế nhưng khi Tích Chu lớn lên, Tích Chu chẳng thương bà nữa. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu thì suốt ngày đông chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà đổ bệnh. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi đông chơi với bạn bè, không nghĩ đến bà đang ốm. Một buổi trưa trời nóng nực, cơn sốt bà lên cao. Bà khát nước quá liền gọi: "Tích Chu ơi, cho bà mượn nước, bà khát khô cổ rồi." Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói nên mới chạy về nhà kiếm cái ăn. Cậu bé ngạc nhiên hết sức khi thấy bà đã hóa thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên: "Bà ơi, bà đi đâu thế? Bà ở lại với cháu đi, cháu sẽ mang nước cho bà mà. Bà ơi, bà đợi cháu với." "Cú cu 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 cu, chậm mất rồi cháu ạ." Bà khát nước quá không thể chịu nổi, bà hóa thành chim để bà đi kiếm nước. "Bà đi đây." Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở gần một dòng suối mát. Tích Chu gọi: "Bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu hứa sẽ không làm bà buồn nữa đâu." "Cú cu cu cu, buồn quá rồi cháu ơi, bà không thể trở lại được nữa đâu." Nghe chim nói, Tích Chu òa khóc. Cậu thương bà lắm và cảm thấy rất hối hận. Giữa lúc đó có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu: "Nếu cháu muốn bà mình trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối tiên vừa xa vừa khó đi lắm, cháu có đi được không?" Nghe bà tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng ở đường lên suối tiên. Rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, nhiều lúc đói khát, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối tiên và mang về cho bà uống. Được uống nước suối tiên, bà Tích Chu đã trở lại thành người thường và về ở với cậu bé. Từ đấy Tích Chu hết lòng yêu thương và chăm sóc cho bà. Hẳn là câu chuyện này rất ý nghĩa và hay, phải không các bạn? Thông qua câu chuyện này, mình muốn gửi thông điệp về tình yêu thương gia đình tới các bạn. Chúng ta phải luôn yêu thương ông bà, cha mẹ. Đừng để như Tích Chu, khi ông bà, cha mẹ rời xa thì chúng ta chẳng còn cơ hội để yêu thương nữa. Vì vậy, hãy yêu thương gia đình mình ngay lúc này nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video khác. Tạm biệt.